sôi được 1 phút nữa các bạn, là nó kẹo rất nhiều rồi, mình sẽ giảm đường lửa nhỏ xuống một tí xíu nữa. Và các bạn cho một ít cái hành củ đó các bạn, hành củ có lá trên phần mặt, và một ít gừng sáp sợi nha các bạn, để cho nó tạo cái mùi thơm. Nó còn nếu như các bạn nào mà không ăn được gừng thì mình khỏi bỏ vô. Đó thì mình sẽ bỏ gừng và củ hành vô các bạn, cho nó sôi tầm khoảng 30 giây. Chào các bạn đã trở lại với kênh Cách Thời Gian. Thì hôm nay cách thời gian sáng sớm mình sẽ đi chợ và mua một con cá thu mua dùi á các bạn. Một con cá thu mua dùi với lại một miếng ba rọi thì để về mình kho cho chồng mình ăn. Thì hồi xưa chồng mình còn nhỏ đó, ông lại thích ăn cái món đó, tới giờ lớn vẫn còn cứ thích ăn nha các bạn. Nếu như các bạn nào hồi nhỏ có ăn rồi thì lớn lên mình sẽ không quên ha. Thì cái món đó nói chung là nó cũng đơn giản và cũng nhanh gọn, cái không mất nhiều thời gian ha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ nấu món đó cho ông xã mình ăn. Thì nếu như các bạn nào cảm thấy thích cái món cá thu mua dùi kho với ba rọi á, thì hãy cho mình một like, một đăng ký nha. Phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi nha. Thì bây giờ mình sẽ quay thẳng xuống lại cái cá thu mua dùi và ba rọi mình đã chuẩn bị sẵn, chuẩn bị mình kho ha các bạn. Giờ mình dùng một cái tấm thớt để mình cắt cái phần cá này ra ha các bạn. Ở đây cái phần cá này các bạn, thì mình mua cái tiền Việt Nam á, thì nó 310.000 một con cá mua dùi nè, một con cá thu mua dùi. Thì cái phần cá này nó chín nè các bạn. Thì bây giờ tùy theo các bạn muốn ăn từ đoạn nào. Ví dụ ăn từ đoạn đầu thì các bạn sẽ để nguyên cái bọc này, cắt một hồi mình sẽ lấy cái miếng bọc khác mình bao lại thôi. Tại cái bọc bao cá này là cái bọc cứng nha các bạn. Ôi xin lỗi, nó đổ các bạn. Cái bọc bao cá này là cái bọc cứng. Còn nếu các bạn bỏ vô cái bọc mềm mà giữ ngăn lạnh á, thì nó sẽ hư cái phần cá mình, nó sẽ móc và hư. Còn các bạn bỏ cái bọc này mà các bạn bao cái phần này hết lại, các bạn giữ vào ngăn đông thì nó rất ngon. Thì bây giờ các bạn để như vậy thì mình sẽ cái khúc đuôi á, nó chín trước này các bạn, thì mình sẽ dùng và ăn cái khúc đuôi nha. Khúc đuôi chín rất ngon luôn. Thì các bạn sẽ cắt nó ra tầm khoảng, các bạn thấy con cá ở trong không? Rất là ngon. Đó, phần này ở ngoài cũng ngon luôn. Thì mình sẽ cho cái phần cá này qua một bên. Và bây giờ các bạn sẽ cắt cái sợi dây người ta cột để người ta treo lên đó các bạn. Cắt sợi dây và thun bỏ đây. Thì cắt bỏ ra đây các bạn. Đó, các bạn thấy không? Mình sẽ lôi cái phần bọc qua là các bạn nhìn cái phần cá này. Đó, rất là ngon luôn. Thì bây giờ nếu các bạn nào sử dụng cái phần cá này hồi nãy trong bọc mình cắt á, thì bây giờ mình cắt ra ngoài, các bạn sử dụng cái bao tay và đeo vô. Tại vì cái phần cá mua dùi nó hơi mặn, tí xíu nữa có gì á hả, cái tay các bạn nó sẽ không quen cái phần muối là nó sẽ ngứa. Thì giờ mình sẽ cắt ra và mang chiếc bao tay vô các bạn. Cái phần gia vị này mình chưa dùng á, thì mình sẽ để xích xích vào trong đây tí xíu. Tí xíu nữa rồi mình dùng, mình sẽ để sau. Phần này mình sẽ đặt một cái dĩa. Thì ở đây các bạn sẽ cắt cái phần cá này á, thì các bạn cắt cái lá hơi dày dày một tí xíu. Cái phần cá này chín rất ngon luôn nè các bạn. Thì mình cắt xong mình sẽ đặt vào cái dĩa. Cái phần cá mua dùi á, thì cái đuôi á, các bạn cũng bỏ vô kho luôn, chứ khỏi phải bỏ nha các bạn. Các bạn chỉ cắt sơ cái phần này thôi. Thì phần cái đuôi này nó cũng chín rất là ngon. Đó, thì bây giờ mình sẽ đặt vào cái dĩa như vậy. Thì bây giờ mình sẽ bao cái phần cá này lại, cắt khi nào các bạn ăn nữa thì các bạn sẽ cắt nó ra. Còn bây giờ mình sẽ đi cắt ba rọi ha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt ba rọi luôn. Ở đây mình có một miếng ba rọi như vậy. Thì ba rọi thì thông thường ba rọi rút sườn nó mới ngon nha các bạn. Thì các bạn sẽ dùng một nửa thôi. Một nửa ba rọi này là nó có mỡ hơi nhiều nên các bạn sẽ kho với cá nó mới ngon. Thì cái miếng cá nó bự thì các bạn cũng sắc ba rọi thì tùy theo đó. Cái này là mình tìa cái miếng đầu đây nè. Đó. Nếu miếng cá bự thì các bạn sẽ cắt ba rọi như vậy, còn không thì các bạn sẽ chẻ làm đôi. Có tùy theo khoảng mỗi của gì các bạn nha. Nhiều khi bạn lại thích kho cái miếng hơi nhỏ nhỏ ti ti như vậy nè, còn nhiều bạn là thích kho cái miếng bự thì mình sắc ra cái miếng nhỏ vậy. Các bạn cứ sắc hết cái phần này rồi mình sẽ chẻ nhỏ lại sau. Thì giờ các bạn sẽ sắc cho nó xong. Mình sắc xong cái phần ba rọi rồi, các bạn mình sẽ cho vào một cái thau hơi nhỏ nhỏ một tí xíu nha. Giờ cho vào cái thau thì mình sẽ ướp cái phần thịt này trước.
Mình sẽ cho vào đây nước mắm và một ít bột ngọt, muối nha các bạn. Đường thì các bạn sẽ ướp nhiều hơn. Cái này thì mình ướp tầm khoảng một muỗng rưỡi đường này. Cái nước màu thì các bạn khỏi ướp, tại cái phần cá chút nữa nó sẽ có cái màu rồi. Ở đây mình có một ít dầu hào và tương ớt với lại tiêu xay, thì các bạn cho vô luôn. Còn cái phần tiêu hột thì tí xíu mình sẽ cho vô sau. Thì bây giờ các bạn sẽ trộn đều cái phần thịt lên với phần gia vị. Thì khi trộn đều rồi mình sẽ để ướp trong tầm khoảng 15 phút. Xong 15 phút đó thì bây giờ mình sẽ đi bằm tỏi và hành. Giờ cái phần này đã được 15 phút. Màu là cái màu dầu hào nha các bạn. Với lại hồi nãy một có một ít tương ớt đó, nó ra cái phần màu chứ không phải là bỏ màu nha. Thì 15 phút rồi các bạn sẽ cho vào đây tầm khoảng một muỗng tỏi hành. Thì các bạn trộn đều lên. Khi các bạn cho tỏi hành vào đây trộn đều lên rồi thì cái phần cá thu này của mình hồi nãy mình cắt ra rồi ở trong khi người ta muối dùi á các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ mang đi rửa sơ qua cái nước hơi ấm ấm đi nha các bạn. Bây giờ mình đã rửa xong nè, các bạn biết sao mà rửa sơ qua cái nước ấm không? Thứ nhất á là các bạn rửa cái phần mắm ở ngoài thì người ta muối dùi á, là cái phần khi người ta bật gói vô bọc của người ta bao lại á thì thành phần sợi ruồi hay là bụi bặm đó các bạn. Thì các bạn rửa đi, thì bây giờ mình sẽ cho vào thịt thì sẵn cái muỗng này các bạn sẽ trộn đều với lại cái thịt ba rọi lên. Trộn đều cái phần thịt ba rọi lên thì các bạn ướp trong tầm khoảng cỡ 5 phút nha. Bây giờ các bạn sẽ ướp trong tầm khoảng. Giờ các bạn ướp trong tầm khoảng 5 phút rồi thì các bạn sẽ sắc một ít ớt vô trong đây. Cái này thì con nhỏ không ăn được những cái này đâu các bạn. Thì mình sẽ sắc hơi đậm ớt một tí xíu, tại vì ông chồng cũng ăn cay á các bạn. Các bạn sắc trong đây tầm khoảng 6 trái ớt. Khi các bạn sắc xong 6 trái ớt thì ở đây có tiêu hột. Có tiêu hột này các bạn, thì các bạn sẽ cho hết vô. Mình cho phần tiêu hột vô rồi thì mình sẽ trộn đều lên. Nếu mình trộn đều lên cho cái phần gia vị nó thấm vào trong cá hết. Thì bây giờ mình trộn đều lên thì mình sẽ bắt ở bên một cái nồi để mình kho. Cái nồi lên bếp thì các bạn cho vòng lửa lên. Bật ra lên thì cho vào đây một ít dầu ăn. Khi các bạn để dầu ăn và phần chảo này nóng và đều. Cái chảo nóng đều thì các bạn cho hết cái phần hành với tỏi vô. Cháy lên cho nó thơm. Các bạn cháy lên cho nó thơm và nó đổi màu đều hết. Màu và nó hơi vàng vàng nè các bạn. Đó, thì các bạn cho cái phần cá của mình với thịt vô. Đây, các bạn sẽ đổ cá và thịt vô luôn. Đó, khi các bạn đổ vô thì các bạn cho đồ lửa lớn nha. Khi mình đổ vô mình cho đồ lửa lớn, thịt rồi các bạn tao đều hết cái phần son đi. Tại vì cái nồi đất nhà nó nhỏ quá thì mình không nấu được, mình để dùng cái nồi nặng các bạn. Còn thực sự các bạn nấu các bạn phải dùng nồi đất á, thì nó mới ngon nha. Cho đồ lửa lớn nên dùng nồi đất nó mới ngon. Vậy này các bạn sẽ đảo nó đều cái phần thịt ở dưới cho nó săn đi. Còn phần cá các bạn sẽ trải lên trên mà mặt một tí xíu. Nấu xong rồi các bạn có nồi đất thì các bạn bỏ vô cũng được. Khi nào các bạn ăn á, thì mình sẽ hâm. Bây giờ thì cho độ lửa lớn sôi trong tầm khoảng 1 phút. Đậy dung cũng được mà không đậy dung cũng được. Giờ được 1 phút rồi các bạn. Đó, thì các bạn sẽ dùng đũa và đảo đều cái phần thịt lên. Còn cái phần cá thì khỏi được. Phần cá thì bây giờ nó còn ở trong thịt đó các bạn, đảo nó không có bị nát gì hết á. Thì phần cá này muối dùi rồi, con cá nó rất là cứng và ngon. Nó bây giờ cái phần thịt mình nó nói chung là nó săn rồi các bạn. Thì các bạn tráng cái tô gia vị hồi nãy mình ướp á, các bạn đổ một ít nước vô tầm khoảng ngập cái phần thịt với phần cá. Thì mình đổ vô cho ngập phần thịt phần cá này, các bạn đảo đều đều một tí xíu nè. Thơm quá các bạn.
Đậu nạo ngoài thì nghe rất là thơm luôn. Cái này mà có một ít tiêu xanh nữa thì nó ngon, nhưng mà nhà hiện tại giờ không có tiêu xanh đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ để được lửa trung bình cho nó sôi tầm khoảng 1 phút rồi các bạn sẽ kiểm tra. Là đang cho lửa nhỏ các bạn được 1 phút nữa. Các bạn thấy nó rim rim không? Thì mình sẽ dùng đôi đũa và kiểm tra phần dưới. Các bạn sửa cho cái phần cá mình hơi ngập ngập xuống dưới nước một tí xíu. Hết rồi các bạn, để cho nó sôi tầm khoảng cỡ 2 phút nữa nó rim hết lại đó nghe các bạn. Thì nó sôi là tầm khoảng được 4 phút rồi nè các bạn. Đó, các bạn thấy cái độ hơi sệt sệt lên nè. Thì mình sẽ để cho nó keo lại một tí xíu nữa nha các bạn. Thì sau các bạn để cho nó keo một tí xíu nữa thì các bạn sẽ cho hết cái phần ớt trái lên trên phần mặt nè. Còn nếu như các bạn nào không ăn được ớt thì các bạn sẽ giảm ớt hết từ đầu luôn. Còn kho ớt cái này thì vừa mặn mặn vừa cay cay the the nó mới ngon ha các bạn. Còn nếu như mà nó không cay thì nó lại không ngon á. Thì bây giờ mình sẽ cho nó sôi tầm khoảng một sôi được một phút nữa các bạn, là nó kẹo rất nhiều rồi. Mình sẽ giảm đồ lửa nhỏ xuống một tí xíu nữa. Thì các bạn cho một ít cái hành củ á các bạn, hành củ của cái lá lên trên phần mặt, và một ít gừng sáp sợi nha các bạn, để cho nó tạo cái mùi thơm. Còn nếu như các bạn nào mà không ăn được gừng thì mình khỏi bỏ vô. Đó thì mình sẽ bỏ gừng và củ hành vô các bạn, cho nó sôi tầm khoảng 30 giây. Sôi được 30 giây nó đã chín đó, thì các bạn sẽ cho một ít hành lá lên trên phần mặt. Vậy cái hành lá này mình sắc ra đó các bạn, mình sẽ không chẻ nữa. Còn nếu các bạn nào rảnh thì các bạn sẽ chẻ hết cái phần hành này ra nha. Thì mình cho lên trên, mình sắc cho lên phần mặt đi. Thì giờ mình sẽ tắt ra. Vì cái nồi này các bạn tắt ra là nó sẽ giảm cái độ sôi liền đó, nó kẹo hết nước luôn. Còn có một tí xíu đâu để các bạn chấm rau hạt dưa leo hoặc là sò xanh đó các bạn. Chứ còn các bạn để cạn nữa thì nó sẽ khô hết, không còn nước luôn nha. Thì đến đây mình đã kho xong rồi. Thì nếu các bạn nào cảm thấy thích thì hãy đi chợ và mua về nấu cho gia đình một bữa ăn ngon hay các bạn. Thì đến đây mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video mình. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.